Xin chào các bạn. Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập dự toán xây dựng công trình năm 2020 bằng phần mềm dự toán ETA. Thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn 4 cái nội dung như sau. Nội dung thứ nhất thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái công tác tạm tính khi lập dự toán xây dựng công trình. Nội dung thứ hai thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa các định mức theo thực tế của công trình. Nội dung thứ ba thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi mác vữa, đổi độ sụt của vữa và đổi loại đá khi lập các công tác liên quan đến bê tông. Nội dung thứ tư thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi nhóm nhân công theo cái thông tư số 15/2019, thông tư Bộ Xây dựng. Thì trong cái nội dung thứ tư, như các bạn biết, trong quy định của thông tư số 15 thì có đến 11 cái nhóm nhân công. Thế thì trong quá trình mà chúng ta lập dự toán thì chúng ta muốn đổi nhóm nhân công từ nhóm 1 sang các nhóm khác thì chúng ta sẽ thực hiện như nào, đúng không ạ? Thì trong cái khuôn khổ video này thì có 4 nội dung như vậy. Thì mong các bạn chú ý theo dõi để thực hiện sử dụng những chương trình dự toán ETA làm sao đạt được hiệu quả cao nhất. Bây giờ để hướng dẫn cho các bạn cách cái nội dung thứ nhất, đó là cái hướng dẫn các bạn tạo một cái công tác tạm tính trên cái chương trình dự toán ETA, thì các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn mở phần mềm dự toán ETA lên và các bạn chọn các cái tỉnh thành phố và chọn cái phần đơn giá định mức. Ở phần này thì các bạn đã biết rồi, đúng không ạ? Các bạn lập dự toán tại tỉnh nào thì các bạn chọn đây, hoặc là các bạn click vào đây để tải cái đơn giá của tỉnh tỉnh chúng ta thực hiện ở cái menu tải đơn giá này. Rồi phần chọn đơn giá định mức thì các bạn chọn đây, thì cái này cũng các bạn cũng đã khá là quen thuộc rồi. Rồi sau khi mà các bạn đã chọn xong ở các bước như vậy rồi thì để các bạn vào các mã hiệu công việc thì các bạn vẫn tiến hành vào việc công việc bình thường như thế này, đúng không ạ? Đó. Thì đối với những công việc mà không có trong cơ sở định mức thì chúng ta sẽ phải xây dựng là cái công tác tạm tính, đúng không ạ? Thì thông thường đối với các bạn lập dự toán thì các bạn thường dùng cái mã TT, đúng không ạ? Các bạn đánh TT và Enter như này. Tên công việc như nào thì các bạn điền vào đây, đúng không ạ? Rồi đơn vị tính như nào thì các bạn điền vào đây. Thế thì để mà xây dựng cái đơn giá tạm tính thì có hai cách, đúng không ạ? Các bạn biết rồi. Một cách thứ nhất là chúng ta sẽ đưa thẳng tới trực tiếp cái giá của công việc tạm tính vào đây. Ví dụ chi phí vật liệu là bao nhiêu tiền chúng ta đưa vào đây. Rồi chi phí nhân công là bao nhiêu tiền chúng ta đưa vào đây. Tương tự như vậy với chi phí máy là bao nhiêu tiền chúng ta đưa vào đây, đúng không ạ? Thì cái cách này thì cách này khá đơn giản và ai cũng có thể thực hiện được, đúng không ạ? Tuy nhiên đối với việc mà các bạn mà làm theo cách này thì khi mà chúng ta đi đấu thầu hoặc là giải trình với chủ đầu tư về cái công việc tạm tính này thì sử dụng những cái vật tư rồi nhân công và máy thi công như thế nào thì chúng ta sẽ rất là khó để giải thích, đúng không ạ? Và giải thích bằng miệng thì đương nhiên là chủ đầu tư không thể chấp nhận được rồi. Thế thì chương trình dự toán ETA nó sẽ cho phép chúng ta có cái chức năng là chúng ta tạo cái công tác tạm tính theo cái định mức thực tế. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong quá trình các bạn lập dự toán thực tế cái công tác nó có những cái thành phần vật tư hay là nhân công và máy thi công như nào thì các bạn hoàn toàn có thể khai báo cho nó trong công tác tạm tính này. Thì các bạn thấy là trên phần mềm dự toán ETA nó có sẽ hai cửa sổ, đúng không ạ? Cửa sổ phía trên đây các bạn thấy nó thể hiện chính là về cái đơn giá, về cái mã hiệu công việc và khối lượng công việc chúng ta thực hiện. Và cái cửa sổ phía dưới thì nó sẽ thể hiện cái gì ạ? Cái thành phần định mức của công việc đó. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta kích vào một công việc bất kỳ thì cái thành phần định mức nó hiển thị phía dưới này. Thì để chúng ta kiểm soát và chúng ta điều chỉnh nó dễ dàng hơn, cũng như là tạo những công việc cái định mức cho công tác tạm tính chúng ta nó thuận tiện hơn, đúng không ạ? Thì nó sẽ có ba cái thẻ tương đương với ba cái cột phía trên, đúng không ạ? Cột vật liệu, cột nhân công, cột máy. Thì chúng ta kích vào thẻ từng thẻ một đây. Thẻ vật liệu thì tương đương cột vật đơn giá vật liệu, thẻ nhân công thì tương đương với cột đơn giá nhân công và tương tự như vậy với máy thi công. Thế bây giờ trở về cái câu chuyện chính của chúng ta thì chúng ta sẽ xây dựng cái tạm tính, đúng không ạ? Cái định mức cho công tác tạm tính này thì chúng ta sẽ làm như nào? Có để mà chúng ta đưa cái định mức thực tế cho công tác tạm tính thì ví dụ như ở đây tôi câu chuyện là trong công tác tạm tính của tôi có sử dụng đến gì ạ? Có thành phần như là cát hoặc đá hoặc xi. Đó thì chúng ta có thể thực hiện như sau này. Đối với hai dự toán chúng ta đã lập trước đó, ví dụ như công tác số 1 đây. Đấy, công tác số 1 đây chúng ta có cái vật tư là xi măng và cát vàng hoặc đá đây. Mà công tác tạm tính chúng ta có sử dụng đến thì chúng ta hoàn toàn có thể mượn. Ở đây tôi mượn, ví dụ ở đây tôi kích vào công tác số 1 nó hiển thị ra cái thành phần định mức này, đúng không ạ? Và tôi hoàn toàn có thể mượn. Đây tôi ví dụ công tác tạm tính tôi có sử dụng đến xi măng và cát vàng thì tôi chỉ cần kích phải chuột copy như này. Các bạn kích phải chuột copy như này. Sau đó thì các bạn kích vào cái phần tạm tính này và các bạn paste vào đây cho tôi. Paste như này. Đó thì lập tức các bạn thấy ngay kết quả là gì ạ? Cái thành phần vật tư là cát vàng và xi măng đã được paste vào cho cái công tác tạm tính. Và ở đây thì người dùng chỉ cần phải gì ạ? Phải điều chỉnh lại cái định mức theo cái thực tế của chúng ta lập thôi, đúng không ạ? Ví dụ trong công tác tạm tính này tôi sử dụng là 1 kg cát xi măng, đúng không? Và 2 khối cát vàng. Đó, thì tôi chỉ điền theo phí vào đây như này thôi. Và sau đó thì người dùng ạ, tiến hành nhập cái giá của cái vật tư vào, đúng không ạ? Đó, cái giá xi măng bây giờ nó bao tiền thì người dùng nhập vào. Tôi ví dụ như là giá là 1234, đúng không? Rồi cát vàng là 1234. Tôi ví dụ như vậy ạ. Đó thì các bạn thấy ngay được cái kết quả là gì, sau khi chúng ta thiết lập cái định mức cho công tác tạm tính này thì cái đơn giá vật liệu nó tự động nó sẽ sum lên đây cho các bạn. Nó tự động tính lên đây cho các bạn trong cái cột đơn giá vật liệu này. Nó rất là nhanh chóng, đúng không ạ?
Thế thì một cái nội dung thứ hai xảy ra trong cái công tác tạm tính đó là gì? Đối với các vật tư mà có sẵn thì các bạn hoàn toàn có thể, như tôi vừa hướng dẫn đúng không ạ, là các bạn có thể copy mượn của cái công tác phía trước trên hoặc công tác phía dưới để chúng ta paste vào trong công tác tạm tính. Thế còn đối với các vật tư mà nó không có trong cái các cái công việc mà chúng ta thực hiện trước đó thì sao? Nó là một công việc phát sinh mới hoàn toàn thì làm thế nào đúng không ạ? Thì các bạn làm rất đơn giản thôi. Bạn để con trỏ chuột vào phần mã vật liệu này này, và các bạn tạo cho nó cái mã bất kỳ, vì nó là vật tư mới mà nó không có trong từ điển thì chúng ta có thể tạo một cái mã bất kỳ. Tôi ví dụ ở đây là tôi tạo một cái mã vật liệu là 1 2 3 4 5, tôi tạo một cái mã như vậy. Đó, và lưu ý là cái mã này thì người dùng hoàn toàn có thể tùy biến theo ý của mình, có thể ghi ABC bờ cờ, đấy là tùy người dùng. Nhưng mà theo khuyến cáo của ETA thì là nên tạo nó bằng một cái số đúng không ạ? Còn các bạn yên tâm là khi các bạn gõ cái mã mà nó trùng thì nó sẽ báo, nó sẽ cảnh báo cho người cho chúng ta biết, để chúng ta biết là cái mã đấy trước đấy trong từ điển vật tư đã có, hoặc là trước đấy các bạn đã tạo rồi đúng không ạ? Đấy, thì ví dụ đây tôi tạo ra cái mã là vật tư là 1 2 3 4 5 này, và có một cái vật tư mới hoàn toàn tôi có thể thiết lập đúng không ạ? Ví dụ là Lokia. Đó, thiết lập như này đúng chưa? Và cái đơn vị tính của cái vật tư nó là cái gì thì các bạn điền vào cho nó đúng không, là cái hay là chiếc hay là mét hay là kg thì tùy các bạn. Và cũng tương tự như với phần si và cát trước đó đúng không, các bạn điền hao phí vào cho nó đúng không, cho công tác tạm tính đấy đúng không. Và các bạn cũng tiếp tục tiến hành nhập cái giá vào cái vật tư mới này, là cái vật tư Nokia này. Ở đây tôi nhập cái giá như thế này đó, thì các bạn thấy ngay kết quả là gì, cái công tác tạm tính cũng đã xây dựng lên cho các bạn đây 10.368 đồng đó. Thì như vậy rất nhanh chóng là chúng ta đã gì ạ, đã xây dựng được một cái công tác tạm tính có đơn giá vật liệu và có thành phần vật liệu đầy đủ ở đây đúng chưa. Thành phần vật liệu bao gồm có gì, có xi măng PCP 40 tôi sử dụng 1 cân đúng không, cát vàng tôi sử dụng 2 mét khối, và cái điện thoại Nokia tôi sử dụng 3 cái đó. Thì các bạn lưu ý cho tôi như vậy, thì là nếu như trường hợp mà chúng ta có sử dụng các công việc mà có vật tư có sẵn thì chúng ta có thể mượn của một cái công việc bất kỳ. Còn nếu như trường hợp không có thì chúng ta tạo cái mã bất kỳ của chúng ta ở đây, tạo tên vật tư và đưa cái giá của nó vào, đưa khối lượng hao phí của nó vào là được đúng không ạ? Thế còn đối với một số các bạn mà muốn lấy cái vật tư có sẵn trong cái phần mềm ra, thì các bạn chỉ cần để con trỏ chuột trên phần ô mã vật liệu này, các bạn enter lên như này. Đó, nó sẽ gọi lên toàn bộ cái từ điển vật tư. Đó, nó rất nhiều, nó đến mấy nghìn vật tư cơ. Thì các bạn tìm đó, từ khóa ở đây các bạn tìm xem vật tư nào cần dùng đến, các bạn để ở đây và tìm kiếm và ấn đồng ý, nó sẽ đưa cái danh mục vật tư vào cho các bạn. Đó, thì như vậy đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước đầu tiên là gì, tạo một cái công tác tạm tính có đơn giá vật liệu và có thành phần vật liệu đúng chưa nào. Đó, rồi bước tiếp theo, nếu như trong công tác tạm tính này mà chúng ta có thành phần về nhân công và máy thi công thì các bạn cũng làm tương tự như cái phần vật liệu tôi vừa hướng dẫn đúng không. Một là các bạn để con trỏ chuột vào phần ô mã nhân công này, các bạn enter lên mà tìm cái nhân công phù hợp với công việc tạm tính mà các bạn định tính đúng không, các bạn đưa vào. Hai là các bạn cũng mượn đúng không, ví dụ công việc thứ nhất này tôi mượn hoàn toàn, tôi có thể dùng cái nhân công thợ bậc 397 này đúng không, là tôi copy như này này, copy đây cũng giống như với vật liệu trước đó đúng không, và tiếp tục tôi lại gán vào cho công tác tạm tính này, paste vào đây, paste vào đây đó. Và cũng lại tiếp tục giống như với vật liệu trước đó, tôi sẽ điều chỉnh lại cái hao phí của cái nhân công này đúng không, và chúng ta có thể tiến hành điền giá nhân công hoặc là cứ để nguyên như vậy, tí nữa chúng ta sẽ tính cái giá nhân công để tính cho cái đơn giá nhân công bên trên này đúng không. Thì đấy là cái phần nhân công, và tương tự như vậy với máy thi công cũng thế đúng không, các bạn cũng để con trỏ chuột sang cái phần táp máy đây đúng không, cho công tác này, và các bạn có thể mượn, ví dụ tôi có dùng một cái copy cho một cái máy trộn bê tông này để cho công tác tạm tính này đúng không. Đây tôi thẻ sang thẻ máy và tôi cũng paste vào đây như này đúng không đó, và tôi điền lại hao phí của cái máy thi công là 1K đúng không. Thế còn trường hợp mà nếu như phát sinh cái máy đặc biệt thì các bạn cũng tạo cái mã máy như vậy thôi, tạo, nhưng mà riêng phần máy thì các bạn lưu ý là bắt buộc phần phải có cái chữ M đằng trước để nó phân biệt là máy và vật liệu. Còn trước đó khi mà ở cái phần danh mục vật liệu này, các bạn enter lên này hoặc các bạn tạo cái mã 1245 thì không cần mã, nhưng mà riêng phần máy thì là phần mềm quy định là cái M được hiểu là viết tắt của máy, thì các bạn bắt buộc phải có chữ M như này, ví dụ 1234 như này đó, thì sau đó các bạn tạo cái máy riêng của các bạn ở trong cái phần máy thi công đó. Còn không thì chúng ta lên lấy cái máy trong từ điển vật tư đúng không, chúng ta enter lên như này và tìm đến các cái máy móc thi công trong cái từ điển vật tư để chúng ta đưa vào đó. Thì sau đó thì kết quả là các bạn thấy ngay kết quả là cái đơn giá tạm tính này nó sẽ bao gồm có thành phần vật liệu, thành phần nhân công và thành phần máy thi công. Và khi các bạn kích sang phân tích vật tư thì các bạn sẽ thấy ngay được kết quả đây. Cái công tác tạm tính của chúng ta đây đúng không ạ? Là chi phí vật liệu, thành phần vật liệu tôi có xi măng, có cát và có cái điện thoại Nokia đúng không ạ? Nhân công thì tôi có sử dụng nhân công thợ bậc 3/7 đúng không ạ? Định mức là 1 công đúng không ạ? Và máy thi công tôi sử dụng là máy trộn bê tông 250 lít và định mức là 1K. Đó, thì như vậy các bạn thấy là cách thức mà xây dựng một cái công tác tạm tính theo cái định mức thực tế của công trình trên dự toán ETA là khá đơn giản đúng không ạ? Đó, các bạn có định mức gì thì các bạn điền ở phía dưới này thôi, là chương trình tự động sẽ phân tích đầy đủ cho các bạn, đơn giá chi tiết nó cũng sẽ có đầy đủ cho các bạn đây
mà các bạn làm thầu thì các bạn khi các bạn chạy sang đơn giá chi tiết đúng không ạ, in hồ sơ, thì như vậy cái quá trình mà các bạn giải trình cho chủ đầu tư về cái công việc tạm tính chúng ta rất rõ ràng và tường minh về chi phí đúng không ạ. Thế thì trong cái chương trình ETA này thì cái phần tạm tính là nó có một cái tiện ích cũng khá hay mà hiện nay một số phần mềm không có, đó là nếu như các bạn sau khi tạo xong cái công tác tạm tính này mà các bạn thường xuyên sử dụng đến nó thì các bạn hoàn toàn có thể tạo cho nó một cái mã đúng không ạ, cái mã ví dụ tôi tạo tạo một cái mã tạm tính ở đây là tt.1.2.3.4.5 thế này đó. Còn cái mã này là tùy nhé, đây tôi tạo cái mã này để cho các bạn dễ hiểu thôi, và hoàn toàn tôi có thể kích phải chuột sau khi tôi tạo xong. Ở đây chương trình nó có chức năng là gì ạ, lưu công tác và đơn giá lưu như này đó, thì các bạn thấy ngay kết quả là cái mã tạm tính 1.2.3.4.5 đã được lưu vào trong cơ sở dữ liệu mà các bạn chọn ban đầu. Ví dụ ở đây tôi đang chọn ở tỉnh Lạng Sơn này đúng không, nó sẽ lưu vào trong cái tỉnh Lạng Sơn, và sau này cái công trình dự toán chúng ta nếu dùng đến thì chúng ta chỉ cần gõ cái tt 1.2.3.4.5 nó sẽ ra ngay được cái công việc mà chúng ta đã lưu trước đó. Đó thì đấy là cái nội dung thứ nhất trong cái video này, là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách gì ạ, cách tạo một công tác tạm tính mà nó không có trong cơ sở định mức ban hành của bộ dự, được chưa? Cái nội dung thứ hai, nội dung tiếp theo đây là gì ạ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gì ạ, cách sửa định mức theo thực tế của công trình đó. Thế cái sửa này cũng sẽ thường xuyên xảy ra đối với các bạn mà khi lập dự toán công trình này. Thì như các bạn biết hiện nay cái định mức 10 ấy, có một số cái định mức bây giờ bộ xây dựng đã ban hành nó rất là chung chung, nó không cụ thể như cái định mức 1776 ngày xưa nữa. Cụ thể ví dụ như là với những cái công tác về sơn hay là công tác về côn cút đấy, hay là công tác về nát nền, thì trước kia thì bộ xây dựng có ban hành cụ thể là cái sơn loại gì, ví dụ sơn là sơn nót loại của Cova hay Zotom hay là spec đúng không? Thế thì bây giờ là bộ xây dựng không ban hành cụ thể cái loại sơn đấy nữa, mà chỉ ban hành là cái công việc về sơn đấy thôi. Tôi ví dụ đây có một cái công tác về sơn như này, tôi sẽ tìm này, sơn tường như này. Đây, các bạn tìm từ khóa sơn tường này, đấy là công tác sơn tường đây, sơn dầm trần đây đúng không? Tường đó trong nhà đây. Thì các bạn thấy ngay kết quả là cái phần định mức phía dưới này, đúng không? Thì bây giờ bộ xây dựng chỉ ban hành chung chung là sơn nót nội thất và sơn phủ nội thất thôi, chứ không quy định là loại sơn gì nữa, của hãng sơn gì nữa, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta lập dự toán thì chúng ta muốn điều chỉnh cái loại sơn cụ thể thì chúng ta làm thế nào, đúng không? Thì các bạn chỉ cần như ban đầu tôi vừa nói rồi, các bạn kích vào công việc nào thì phần định mức công việc đó hiển thị ra, đúng không? Đây ví dụ với công tác sơn này, tôi kích vào đây thì cái thành phần vật tư của sơn bao gồm có sơn nót nội thất, sơn phủ nội thất và vật liệu khác, nó hiển thị đây. Và bây giờ trong công trình thực tế chúng ta dùng loại sơn gì, Cova hay Zotom hay spec, thì chúng ta điền vào đây. Ví dụ tôi dùng sơn nót nội thất spec chẳng hạn, nội thất tôi gõ spec đây, đúng không? Đó, sơn nót nội thất và sơn phủ đúng không, cũng spec đây, ví dụ thế vậy gì ạ, hoặc là Cova hay là Zotom thì các bạn điền đây. Thì khi mà các bạn sửa như này thì lập tức là bên phân tích vật tư nó sẽ gì, nó sẽ phân tích cho các bạn đây là công tác về sơn spec đây, đúng không ạ. Phần đơn giá chi tiết nó cũng sẽ phân tích chi tiết cho các bạn là sơn spec đúng không ạ, và tổng hợp vật liệu nó cũng sẽ tổng hợp cho các bạn đây là sơn spec cho các bạn đó. Thì đấy là cách mà các bạn sửa cái tên vật tư là như vậy. Còn nếu như mà các bạn muốn sửa thêm cái hao phí định mức nữa thì các bạn kích vào đây thôi, cũng giống như cái công tác tạm tính trước đó tôi đã hướng dẫn đúng không ạ. Đây các bạn điền vào đây thôi, thì cái phần sơn này cũng thế thôi, cái phần hao phí này nếu như các bạn thấy là nó chưa phù hợp với công trình của chúng ta và chủ đầu tư yêu cầu sửa thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa cái hao phí này, nó không phải là 1,22 lít nữa mà nó là 1 lít chẳng hạn, thì chúng ta điền 1 lít vào đây đúng không ạ, hay là 2 lít hay gì đó thì tùy các bạn điền cái định mức vào đây. Thậm chí là có những công trình mà vật tư các bạn theo yêu cầu chủ đầu tư là phải bỏ vật tư đi đúng không ạ? Có những vật tư mà ví dụ chủ đầu tư cấp rồi thì trong cái chi phí vật tư chúng ta sẽ bỏ đi, không cho vào nữa, thì cũng hoàn toàn có thể xóa bỏ đi được. Ở đây ví dụ như là tôi không dùng đến sơn phủ nội thất này đúng không ạ? Tôi hoàn toàn đây kích phải chuột tôi xóa dòng như này. Đây tôi kích phải chuột tôi xóa dòng như này. Yes này. Đó thì lập tức cái công tác này nó chỉ còn có sơn nót thôi, không còn sơn phủ nữa. Đây khi các bạn sang phân tích vật tư thì nó chỉ còn một loại vật liệu là sơn nó thôi, còn cái sơn phủ đã mất rồi đúng không ạ? Đó thì các bạn lưu ý là cái việc sửa nó khá là đơn giản như vậy thôi. Đó thì lưu ý là các bạn để con trỏ chuột vào công việc đấy và tiến hành sửa đúng không ạ? Có ba cái nội dung các bạn cần sửa là gì ạ? Một là sửa về tên vật tư theo ý muốn đúng không? Hai là chúng ta sửa gì? Hao phí theo ý muốn. Đó, và giá rổ là chúng ta sửa đây. Đó, các bạn lưu ý như vậy, đấy là cái cách mà chúng ta tiến hành sửa cái định mức theo thực tế. Hay là ví dụ như các bạn mà lập dự toán quen rồi, các bạn biết các cái công việc về côn cút ấy, thì trong cái định mức nó chỉ quy định về công tác lắp đặt côn thôi. Tôi ví dụ như là lắp côn thép thế này. Đó, tôi tìm công tác đây, lắp đặt côn thép. Hay tôi tìm cái côn thép cho nó ra. Đây, côn thép đây đúng không ạ? Đây, lắp đặt côn thép đây. Thì trong cái định mức nó chỉ quy định là gì? Côn thép thôi và que hàn. Đó. Thế thì bây giờ ta muốn vận dụng cái công tác côn, ta làm cho công tác cút hoặc tê thì làm thế nào, thì cũng giống như với công tác sơn vừa rồi đúng không ạ? Chúng ta kích chuột vào công tác này và chúng ta tiến hành sửa thôi. Nó đang là côn thì chúng ta sửa nó thành là gì? Cút thôi. Đây, ví dụ tôi sửa thành là cút thế này thôi. Thì lập tức cái công việc này nó sẽ thay đổi là gì?
là cút ngay cho các bạn đây, bên phân tích vật tư đây, cút thép 15 đúng không? Đó, và tổng vật tư nó sẽ là tổng hợp cho các bạn là cút thép 15 đây. Được chưa? Đó, và giá rổ thì đương nhiên là ví dụ như các bạn có hai công việc giống nhiệt nhau như này, được chưa? Đây, hai công việc đều là BB73101 đúng không? Nhưng mà công tác phía trên đây tôi sửa đây là cút đúng không? Đấy, cút thép. Đấy. Đó, bên dưới là côn. Đó thì các bạn thấy ngay kết quả đây, phân tích vật tư các bạn đấy, hai công việc đây, được chưa? Công tác trên tôi dùng là cút thép phi 15 đúng không? Công tác phía dưới tôi dùng là côn thép phi 15. Đó thì đấy là cái cách mà các bạn sửa rất đơn giản như vậy. Hay tương tự như vậy với các công tác như nát nền như tôi vừa nói ấy, nát gạch đấy. Đấy, đặc biệt là công tác nát gạch thì trong quá trình các bạn lập dự toán tôi ví dụ như là nát gạch đây. Cái này cái là các bạn cũng sẽ gạch ceramic đây, đây. Nát này. Đây, gạch ceramic đi. Thì ví dụ trong thực tế các bạn mà muốn bóc tách cái khối lượng dự toán giữa hai loại gạch, ví dụ như trong nhà bạn nát một loại gạch loại A đúng không? Ngoài nhà loại B chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể đưa hai công việc vào cùng lúc như này đúng không? Đây, đưa hai công việc vào cùng lúc như này. Đó. Thì công tác trên ví dụ như nát trong nhà tôi dùng loại gạch ceramic loại A chẳng hạn thì các bạn cũng điền lên loại A như này thôi. Loại A chẳng hạn như vậy gì? Đó, cùng là mã vật tư các bạn sẽ thấy hai giá khác nhau đúng không? Và cái này là loại B này. Ví dụ vậy loại B thì bên phân tích vật tư và tổng vật tư nó sẽ tách ra cho các bạn hai loại gạch cùng là mã đây, các bạn thấy ngay đây, cùng là cái mã vật tư là 05905 nhưng mà có hai loại gạch, và rõ ràng đến lúc đây tôi sẽ điều chỉnh cái giá khác nhau đúng không ạ, gạch loại A có thể là giá 2.000 đúng không, gạch loại B nó chỉ là 1.000 thôi. Đó thì các bạn thấy ngay kết quả là cái cách mà chúng ta điều chỉnh cái thành phần vật tư theo ý muốn của công trình chúng ta là rất dễ dàng trên cái chương trình dự toán ETA là như vậy. Đó, thì các bạn lưu ý là có hai cái nội dung tôi đã hướng dẫn. Nội dung thứ nhất là gì? Hướng dẫn cho các bạn xây dựng một cái đơn giá tạm tính này. Và nội dung thứ hai là hướng dẫn các bạn cách gì? Cách điều chỉnh định mức theo cái thực tế của công trình là rất là nhanh chóng trên cái chương trình dự toán ETA như vậy. Rồi sau khi xong được cái nội dung thứ hai này, bây giờ đến cái nội dung thứ ba là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gì ạ? Cách đổi mác vữa. À, trong thực tế các bạn biết là ví dụ như là cái công tác đấy theo đơn giá hoặc định mức của tỉnh mình nó chỉ ban hành đến mức mác 150, nhưng thực tế là muốn lại dùng 1200 hay 250 đúng không, thì chúng ta đổi như thế nào? Rồi ví dụ độ sụt, ví dụ độ sụt trong cái công việc đấy khi công bố đơn giá nó chỉ xây dựng cho một loại độ sụt thôi, 24 chẳng hạn, mà chúng ta muốn đổi sang thành 68 hoặc là 14 17 thì làm cách nào đúng không? Rồi một cái nội dung nữa là đổi loại đá. Đó, thì chúng ta làm thế nào thì chúng ta sẽ thực hiện như sau trên chương trình này. Tôi ví dụ đây cái công tác thứ nhất này, cái công tác bê tông cọc này, hiện nay là cái định mức và cái đơn giá của các tỉnh người ta chỉ ban hành ra một loại thôi. Ví dụ như là công tác này là dùng cho mác 150 đúng chưa nào, và sử dụng là xi măng PC40 độ sụt đá 12 và độ sụt 24. Thế bây giờ vì một lý do nào đó tôi muốn đổi cái độ sụt hoặc đổi cái loại đá thì làm cách nào đúng không ạ, hoặc là đổi mác vữa thế nào cách nào. Đó thì các bạn chỉ cần kích phải chuột vào đây như này đấy. Công việc nào các bạn muốn đổi thì các bạn kích phải chuột vào, và các bạn đây nhìn thấy đây nó có một cái menu là menu vữa này. Đó, và chúng ta sẽ chọn để đổi mác vữa chẳng hạn. Đây. Thì khi các bạn để con trỏ chuột vào đổi mác vữa thì phần mềm nó sẽ gợi ý cho các bạn đây. Đúng không? Chúng ta muốn đổi sang loại mác vữa nào. Đó, mác vữa đang mặc định là 150, muốn đổi sang 200 hay 250 hay 300 chúng ta chọn đây cái này. Đó thì lập tức là các bạn thấy ngay đây. Kết quả nó đã đổi sang cho các bạn là mác vữa 200, đúng không? Từ 150 sang 200. Để đấy là cách mà đổi mác vữa thì các bạn thấy là khá đơn giản như vậy đúng không? Rồi cách thứ hai là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gì đổi độ sụt của vữa và đổi đá của vữa. Đây. Thì độ sụt thì ví dụ công việc này là độ sụt để xây dựng đang là 24 đúng không ạ? Mà các bạn muốn đổi sang loại độ sụt khác thì cũng tương tự như với phần đổi vữa, các bạn kích phải chuột vào công việc đó. Đây, chọn đến menu vữa. Đây, nó có đổi độ sụt đây. Thì các bạn rêu đây chuột đây thì nó cũng gợi ý được cho các bạn rất nhiều loại độ sụt đúng không? Đây, độ sụt 68 này, độ sụt 10, 12 này, hay 14, 17. Đó thì các bạn lựa chọn theo cái loại độ sụt nào và loại đá nào thì các bạn đổi sang. Và tương tự như vậy với đổi đá cũng thế nhé, các bạn cũng đổi kích phăng đổi đá thì nó sẽ gợi ý cho các bạn các cái loại đá khác nhau đúng không. Đấy, công tác của ta đang đá 12 muốn đổi sang đá 24 này hay là 46 này đúng không, hay là 0,5 và 1 thì các bạn lựa chọn đây. Đó thì đấy là cái nội dung thứ ba trong cái video này, tôi hướng dẫn các bạn cách là gì đổi mác vữa, đổi độ sụt, đổi các loại đá đúng không theo ý muốn. Thì các bạn đều là gì, khi mà các bạn muốn đổi ba cái nội dung đấy cho công việc nào thì các bạn lưu ý là kích phải chuột vào công tác đó. Đó, chọn đến menu vữa và sau đó thì chọn là các loại độ sụt đúng không? Và có một cái gợi ý nho nhỏ nữa là nếu như trong các trong trong công trình các bạn muốn đổi cái bê tông từ bê tông phân tích chi tiết thành bê tông thương phẩm thì các bạn cũng làm tương tự nhé. Các bạn click phải chuột đây thì phần menu vữa này nó có thêm một cái nội dung nữa là gì? Dùng vữa thương phẩm đây. Đó thì các bạn click vào đây cái thì cái công tác nó sẽ không phân tích chi tiết thành phần vật tư như là xi cát đá nữa, các bạn thấy đây. Như phân tích vật tư nó chỉ gom vào đây là gì? Công việc này nó là một khối bê tông thôi.
là bê tông thương phẩm thôi đúng không ạ? Nó không phân tích như ban đầu như các bạn thấy đây. Ban đầu đó là gì? Phân tích vật tư nó bao gồm là có cát, có đá, có xi đúng không ạ? Có nước đúng không ạ? Đó thì nếu như chúng ta muốn dùng thương phẩm chúng ta kích phải chuột vào cũng tiếp tục dùng đến menu vữa này và chọn là dùng bê tông thương phẩm. Đó, dùng vữa thương phẩm nó sẽ là tức là không phân tích chi tiết vữa chúng ta nữa. Đó thì đấy là nội dung thứ ba là hướng dẫn các bạn cách gì đổi mắc vữa, đổi độ sụt và đổi loại đá. Và nội dung thứ tư trong cái video này là hướng dẫn các bạn cách đổi nhóm nhân công theo thông tư 15. Thì như phần đầu video tôi có nói rồi là như các bạn biết là trong cái thông tư 15 hiện nay Bộ Xây dựng có ban hành là 11 nhóm nhân công tất cả đúng không ạ? Và lái xe thì cũng hai loại là nhóm lái xe đúng không? Trong đó có nhóm 9, nhóm 10 đúng không ạ? Thế thì bây giờ trong thực tế mà các bạn các phần mềm nói chung hay là một số đơn vị các đơn giá các tỉnh ấy, thì khi ban hành ấy, thì quá trình mà người ta rà soát và người ta đưa nhóm nhân công thì nó cũng chỉ mang tính chất là gì tương đối thôi. Đó, xin lưu ý các bạn nó chỉ mang tính chất tương đối chứ không phải là tuyệt đối được, vì 11 nhóm nhân công như vậy và cái khối lượng định mức nó rất nhiều đến mười mấy ngàn, gần 18.000 mã, thì cái việc mà phân chia nó không thể là hoặc là cái ý hiểu của từng người nó cũng khác nhau, nên dẫn đến cái việc mà phân nhóm nó cũng không phải là tuyệt đối được. Thế thì trong cái chương trình dự toán data nó sẽ cho phép chúng ta có thể là đổi nhóm nhân công, ví dụ như cái công tác bê tông này đúng không? Hiện nay thì theo phần bê tông thì là được phân là nhóm 2 đúng không ạ? Tuy nhiên cũng có những công việc mà trong bê tông nó không phải là nhóm 2 đúng không ạ? Thì các bạn muốn đổi từ nhóm 2 sang nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 thì các bạn làm thế nào? Thì nó có hai cách như sau. Cách thứ nhất là các bạn đổi nhóm cho từng công việc một. Đây tôi ví dụ như là tôi đổi công việc số 1 này đúng không? Từ đang mặc định là nhóm 2 mà tôi muốn đổi sang thành nhóm 3, nhóm 4 thì tôi kích phải chuột vào cái phần nhân công này. Đây các bạn kích sang thẻ nhân công này. Bạn kích phải chuột vào đây nó có cái chức năng nhân công. Đó, nó sẽ gợi ý cho các bạn là muốn đổi sang nhóm nào. Ví dụ tôi muốn đổi cái công tác nhân công này từ nhóm 2 sang nhóm 5. Đó thì kích vào đây thì các bạn thấy ngay kết quả đây nó đã đổi cho các bạn thành nhóm 5. Đúng không ạ? Thì đấy là cách thứ nhất mà là các bạn đổi cho gì? Cho từng công việc một. Thì như vậy nó hơi thủ công. Nhưng mà nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu là khi bạn rà soát là trong 7 cái công việc này, công việc đấy nó chỉ là nhóm 5 thôi thì chúng ta đổi như vậy đúng không? Còn đối với một số các bạn mà xác định được là toàn bộ cái công trình này nó phải là sử dụng nhân công nhóm 1 hay là nhân công nhóm 2 đúng không? Thì các bạn sẽ làm như sau này, nếu muốn đổi cả công trình thì các bạn sang phần nhân công này. Đó thì đây, ví dụ như là các bạn sẽ xác định là toàn bộ công trình này cái nhân công nhóm 2 nó sẽ sử dụng là đổi sang thành nhóm 5 thì các bạn thực hiện như sau, các bạn kích phải chuột vào đây. Đúng không? Phần nhân công này. Đây phần mềm nó có chức năng thay nhóm nhân công đây. Đó thì các bạn kích sang đây đổi nhóm 5. Đó thì lập tức là những công việc nào ở cái bảng dự toán này này nó đang là nhóm 2 thì tự động nó sẽ đổi sang thành nhóm 5 cho các bạn. Đó thì các bạn lưu ý như vậy, cái phần đổi nhóm nhân công nó có hai cách nhá. Cách thứ nhất là tôi vừa hướng dẫn các bạn là đổi cho từng công việc một. Đúng không ạ? Thì cái này nó cũng có cái ưu và cái nhược của nó nào. Cái ưu là chúng ta sẽ xác định được công việc nào rõ ràng sang nhóm nào thì chúng ta đổi nhóm đấy. Nhưng cái nhược điểm là nếu như trong công trình chúng ta đến 10 mã hay 100 mã thì chúng ta phải làm 100 lần. Thế còn nếu như mà chúng ta xác định là cả công trình này sang nhân công nhóm 2 hay nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 thì các bạn kích sang cái tab nhân công này và bạn đổi nhóm cho tôi ở bên này. Đó thì các bạn thấy là cái cách thức đổi nhóm nhân công trên cái chương trình dự toán data cũng khá là đơn giản là như vậy, đúng không ạ? Thế thì như vậy đến đây là trong cái việc khuôn khổ video này ngày hôm nay thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn bốn cái nội dung, bốn cái tính năng rất là ưu việt trên cái chương trình dự toán data cho các bạn để các bạn tiến hành lập dự toán công trình theo định mức 10 năm 2020. Nó rất là thuận tiện và dễ dàng đúng không ạ? Đấy, nội dung thứ nhất là đã hướng dẫn các bạn cách tạo công tác tạm tính. Nội dung thứ hai đã hướng dẫn các bạn cách sửa định mức theo thực tế. Và nội dung thứ ba hướng dẫn các bạn cách đổi mắc vữa đúng không ạ? Và nội dung thứ tư là hướng dẫn các bạn cách đổi nhóm nhân công rất là dễ dàng trên cái chương trình dự toán data. Thế thì trong quá trình mà các bạn theo dõi video nếu như còn có vướng mắc gì thì các bạn vui lòng truy cập vào website dự toán data.vn như này, chat với chúng tôi tại website hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua các số hotline phía trên này để được hỗ trợ làm sao sử dụng cái chương trình dự toán data nó hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.